Như chúng ta được biết, trò chơi Pikachu Go giờ ngày càng thịnh hành trên thế giới, và ngay cả trên đài truyền hình Việt Nam VTV1 cũng nói về cái trò chơi Pikachu Go này. Và như sáng nay tôi vừa chơi thử trò này thì tôi thấy là rất là ham. Nó cứ dẫn dắt mình đi hết đoạn này đến đoạn khác để bắt Pikachu. Chỉ trong vòng sáng nay, bình thường thì tôi đi tập thể dục 1 tiếng, nhưng mà sáng nay tôi phải đi bộ tận 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy mệt, vẫn thích đi tiếp. Cái trò chơi này này thì rất là thú vị, nhưng mà có một gặp một lỗi là nó sẽ nhanh hết pin điện thoại cho mình. Ví dụ như buổi tối các bạn đi ngủ, các bạn sạc đầy pin, nhưng mà sáng hôm sau các bạn chơi Pikachu Go khoảng độ 2 tiếng đồng hồ thì điện thoại nó đã mất khoảng 80% pin rồi, nó chỉ còn 20% pin thôi. Vậy thì đi làm với 20% pin mà phải đi ra ngoài đường công tác nhiều ấy, thì khả năng là chúng ta chỉ cầm cự được khoảng 1-2 tiếng đồng hồ là điện thoại hết sạch pin, cả ngày không làm được việc gì nữa. Vì thế nên là các bạn lưu ý, chúng ta nên chọn cái dòng điện thoại nào mà có dung lượng pin lâu. Ví dụ như điện thoại này này, pin của nó tận 4.000 mAh, và chơi Pikachu Go 1-2 tiếng đồng hồ thoải mái, nó chỉ hao khoảng 10 đến 20% pin thôi mà chúng ta vẫn làm việc một cách bình thường được. Mà điện thoại này nó cũng không đắt lắm đâu, chỉ tầm 3-4 triệu, cho nên là các bạn sử dụng rất là dễ, thay thế rất là dễ. Cái máy này thì nó còn có cái hay nữa là nó có thể dùng là 2 tài khoản Pikachu Go vào đây. Chúng ta có thể lấy một tài khoản Pikachu Go đây nữa, đăng nhập vào. Và khi mà có 2 tài khoản Pikachu Go ấy, thì cùng một công đi bắt Pikachu thì chúng ta coi như là thành 2 máy và đi bắt được nhiều hơn. Và nếu mà chúng ta liên kết 2 cái tài khoản đó thành một team, thành một đội, sau đó liên kết với các đồng đội khác thì chúng ta trở thành một cái team rất là mạnh, có thể trở thành mạnh nhất Việt Nam.